Và khi hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng này, thì bao giờ họ cũng chỉ hỏi có một câu này thôi này: Hồ Chí Minh của các ông là một con người hay là một vị thánh? Thủ tướng Phạm Văn Đồng trả lời như thế nào? Thủ tướng nói là Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng vẫn là một con người. Con người hiện thực bằng xương bằng thịt như chúng ta, không phải thánh thần. Cho nên chúng ta chớ có tôn giáo hóa bác, chớ có thần thánh hóa bác. Để cho bác sống chân thực, giản dị trong cuộc đời thường như mỗi người thì sự vĩ đại cao thượng của bác càng trở nên lấp lánh hơn. Là một con người, trước hết là một con người, cuối cùng cũng vẫn là một con người. Nhưng sự vĩ đại của bác thì như thế giới đã tôn vinh là ở bậc thánh, ở bậc Đức Chúa, ở nhà Phật. Không có người cộng sản hiện đại nào trong thế kỷ 20 như Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Mang trí tuệ của Mác Lênin, mang tinh thần của thời đại mới, nhưng lại thực hành triết lý sống của nhà Phật. Vô ngã vị tha. Vô ngã tức là quên bản thân mình đi, quên đến mức là dâng hiến và hóa thân vào cả dân tộc. Vị tha là vì người khác, mà người khác ở đây rộng nhất tức là dân tộc, nhân dân và nhân loại. Đấy là một triết lý đạo đức cao thượng,